chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau trở lại với chữa bài tập cuối tuần 31 môn toán lớp 3. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau củng cố các kiến thức về nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số, chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào làm từng bài tập. Bài 1. Đặt tính rồi tính. Ở đây người ta cho chúng ta 4 phép tính. Nhiệm vụ của chúng ta là đặt tính, sau đó tính. Chúng ta thực hiện tính như sau. 3 x 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 3 x 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5, viết 5. 3 x 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 x 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. Phép tính tiếp theo. 12.718 x 3. 3 x 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 3 x 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5, viết 5. 3 x 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 x 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. 3 x 1 bằng 3, viết 3. Phép tính tiếp theo. 10.170 x 6. 6 x 0 bằng 0, viết 0. 6 x 7 bằng 42, viết 2 nhớ 4. 6 x 1 bằng 6, thêm 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 6 x 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1. 6 x 1 bằng 6, viết 6. Phép tính tiếp theo. 13.170 x 6. 6 x 0 bằng 0, viết 0. 6 x 7 42, viết 2 nhớ 4. 6 x 1 bằng 6, thêm 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 6 x 3 bằng 18, thêm 1 bằng 19, viết 9 nhớ 1. 6 x 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Như vậy chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 1. Ở bài tập này, các bạn lưu ý khi thực hiện đặt tính, ta cần phải đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Bước 2, chúng ta sẽ thực hiện tính. Tính theo thứ tự từ phải sang trái. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập số 2. Bài 2. Tính nhẩm. Ở yêu cầu của bài tập này là chúng ta phải tính nhẩm. Ý A, 2.000 x 4 ta nhẩm như sau. 2.000 x 4 bằng 8.000. Ta viết đây là 8.000. 5.000 x 2 bằng 10.000. Ta viết 10.000. 4.000 x 2 bằng 8.000. Ta viết 8.000. 14.000 x 2 bằng 28.000. Ta viết 28.000. 12.000 x 4 bằng 48.000. Ta viết 48.000. 15.000 x 2 bằng 30.000. Ta viết 30.000. Ở bài tập số 2 này, củng cố chúng ta cách tính nhẩm. Chúng ta sẽ lấy số tròn nghìn để chúng ta thực hiện phép tính nhân. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Bài 3, tính giá trị của biểu thức. Ở trong biểu thức của ý A, chúng ta thấy có hai phép tính là cộng và nhân, thì chúng ta thực hiện nhân trước cộng sau. Vậy chúng ta thực hiện như sau. Lấy 1.000, lấy 12.345 nhân 6, ta được kết quả là 74.070. Sau đó ta thực hiện phép tính cộng. 10.203 cộng với 74.070, ta được kết quả là 84.273. Ở phép tính ở biểu thức B, chúng ta thấy cũng có hai phép tính, đó là phép tính trừ và phép tính nhân. Chúng ta thực hiện nhân trước trừ sau. 10.203 nhân 4, ta được kết quả là 40.812. Sau đó thực hiện phép tính trừ. 90.807 trừ 40.812, chúng ta được kết quả là 49.995. Trong biểu thức C, chúng ta thấy có dấu ngoặc đơn. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Thực hiện phép tính cộng trong ngoặc. 24.680 cộng
1975 ta được 26.655. Chúng ta thực hiện phép tính 26.655 nhân 3, ta được kết quả là 79.965. Trong biểu thức D cũng có chứa dấu ngoặc đơn. Chúng ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Chúng ta thực hiện phép tính trừ trước. 24.680 trừ cho 1.975, ta được kết quả là 22.705. Rồi sau đó chúng ta thực hiện nhân với 3, ta được kết quả là 68.115. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 3. Ở bài tập số 3 này chúng ta củng cố cách tính giá trị của biểu thức. Các bạn cần lưu ý rằng trong một biểu thức có các phép tính cộng trừ nhân chia, chúng ta thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Trong biểu thức có chứa dấu ngoặc đơn, chúng ta sẽ thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 4. Bài 4. Một kho chứa 100.000 kg gạo. Người ta lấy gạo ra khỏi kho 4 lần, mỗi lần 10.500 kg gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kg gạo? Bài toán này cho biết trong kho chứa 100.000 kg gạo và người ta đã lấy ra khỏi kho 4 lần, mỗi lần 10.500 kg gạo. Vậy số gạo lấy ra 4 lần là bao nhiêu? Chưa biết. Chúng ta cần phải tìm số gạo lấy ra trong 4 lần. Sau đó đi tìm số gạo còn lại ở trong kho. Để tìm số gạo còn lại trong kho thì ta lấy số gạo trong kho đã chứa được trừ đi số gạo lấy ra. Vậy chúng ta giải như bài này như sau. Bài giải: người ta lấy ra khỏi kho số kg gạo là lấy 10.500 nhân 4, ta được kết quả là 42.000 kg. Trong kho còn lại số kg gạo là ta lấy số gạo trong kho ban đầu là 100.000 kg trừ đi số gạo lấy ra là 42.000 kg, ta được kết quả là 58.000 kg. Đáp số 58.000 kg. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 4. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 5. Bài 5: đặt tính rồi tính. Các bạn lưu ý, ở bài tập này có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là chúng ta đặt tính, yêu cầu thứ hai là tính. Để đặt tính thì chúng ta viết số bị chia ở phía bên trái, viết số chia ở phía bên phải và kẻ dấu của phép tính chia. Chúng ta làm như sau. Viết số bị chia, kẻ phép tính chia, viết số chia. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép tính chia. 21 chia 3 được 7, viết 7. 7 nhân 3 bằng 21. 21 trừ 21 bằng 0. Hạ 7. 7 chia 3 được 2, viết 2. 2 nhân 3 bằng 6. 7 trừ 6 bằng 1. Hạ 0, ta được 10. 10 chia 3 được 3. 3 nhân 3 bằng 9. 10 trừ 9 bằng 1. Hạ 2, được 12. 12 chia 3 được 4, viết 4. 4 nhân 3 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0. Như vậy 21.702 chia 3, ta được kết quả là 7.234. Tương tự chúng ta sẽ làm phép tính tiếp theo. 11.523 chia cho 5, ta viết 11.523, kẻ phép tính chia, viết số chia. 11 chia 5 được 2, viết 2. 2 nhân 5 bằng 10, 11 trừ 10 bằng 1. Hạ 5, ta được 15. 15 chia 5 được 3. 3 nhân 5 bằng 15. 15 trừ 15 bằng 0. Hạ 2. 2 chia 5 được 0, viết 0. 0 nhân 5 bằng 0, 2 trừ 0 bằng 2. Hạ 3, được 23.
23 chia 5 được 4. 4 nhân 5 bằng 20, 23. 23 trừ 20 bằng 3. Như vậy ở trong phép chia 11.523 chia cho 5, ta được thương là 2.304 và dư 3. Phép tính tiếp theo 18.723 chia cho 6. Ta viết số bị chia 18.723, kẻ phép tính chia, viết số chia là 6 và thực hiện tính chia. 18 chia 6 được 3. 3 nhân 6 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0, hạ 7. 7 chia 6 được 1, viết 1. 1 nhân 6 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1, hạ 2 được 12. 12 chia 6 được 2. 2 nhân 6 bằng 12. 12 trừ 12 bằng 0, hạ 3. 3 chia 6 được 0, viết 0. 0 nhân 6 bằng 0, 3 trừ 0 bằng 3. Như vậy 18.723 chia 6, ta được thương là 3.120 và dư 3 đơn vị. Như vậy thầy trò chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 5. Ở bài tập này củng cố cho chúng ta cách đặt tính và tính. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 6. Bài 6, tính nhẩm. Ý A, 12.000 chia cho 4 bằng bao nhiêu? Vậy ta nhẩm 12.000 chia cho 4 được 3.000, ta viết 3.000. Ý B, 72.000 chia cho 9 được 8.000, ta viết 8.000. Ý C, chúng ta có biểu thức trong ngoặc, ta thực hiện trong ngoặc trước. 12.000 cộng 13.000 bằng 25.000. 25.000 chia 5 bằng 5.000. Ý D, ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước. 95.000 trừ 65.000 bằng 30.000. 30.000 chia cho 6 bằng 5.000. Như vậy là thầy trò chúng ta đã cùng nhau làm xong bài tập số 6. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 7. Bài 7. Một kho chứa 12.360 lít dầu. Lần đầu người ta lấy ra 1/4 số dầu, lần sau lấy tiếp 1/9 số dầu còn lại. Hỏi cả hai lần người ta lấy ra bao nhiêu lít dầu? Bài toán này cho biết trong kho có 12.360 lít dầu và lần đầu người ta đã lấy ra là 1/4 số dầu đó. Như vậy chúng ta cần phải tìm được số dầu lần đầu người ta lấy ra. Sau khi biết số dầu lần đầu người ta lấy ra rồi, người ta lại lấy tiếp 1/9 số dầu còn lại. Như vậy chúng ta cần phải biết số dầu còn lại, sau đó mới biết tìm được cái số dầu lấy ra lần tiếp theo. Sau khi biết được hai lần lấy ra bao nhiêu lít dầu thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng để tìm ra số dầu lấy ra trong cả hai lần. Bài toán này chúng ta sẽ giải như sau. Bài giải: lần đầu người ta lấy ra số lít dầu là, ta lấy tổng số dầu trong kho chia cho 4 vì người ta lấy ra là 1/4 số dầu đó. Vậy 12.360 chia 4 ta được kết quả là 3.090 lít. Đây chính là số dầu lấy ra lần đầu. Và lần sau người ta lấy tiếp 1/9 số dầu còn lại. Vậy nhiệm vụ chúng ta cần phải đi tìm đó là tìm số dầu còn lại. Số dầu còn lại sau khi lấy ra lần đầu là, ta lấy số dầu ban đầu là 12.360 lít trừ đi số dầu lấy ra là 3.090 lít, ta được là 9.270 lít. Đây chính là số dầu còn lại. Lần sau người ta lấy ra 1/9 số dầu còn lại. Vậy để tìm số dầu lấy ra, ta lấy số dầu còn lại chia cho 9. Lần sau người ta lấy ra số lít dầu là 9.270 chia 9 bằng 1.030 lít. Như vậy 1.030 lít chính là số dầu người ta lấy ra lần sau. Bây giờ người ta hỏi cả hai lần lấy ra bao nhiêu lít dầu thì chúng ta sẽ lấy số dầu lấy ra lần đầu
cộng với số dầu lấy ra lần sau. Ta trả lời như sau. Cả hai lần người ta lấy ra số lít dầu là, lấy số dầu lần đầu là 3.090 lít, cộng với số dầu lấy ra lần sau là 1.030 lít. Vậy ta được là 4.120 lít. Đáp số là 4.120 lít dầu. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 8. Bài tập số 8, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Một xưởng sản xuất được 15.000 cái cốc, người ta đã bán được 2.000 cái cốc. Số cốc còn lại được xếp vào các hộp, mỗi hộp có 6 cái cốc. Số cốc còn lại xếp được vào nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy cái cốc? Vậy để tìm được, giải được bài toán này, chúng ta cần tìm số cốc còn lại. Như vậy để tìm số cốc còn lại, chúng ta sẽ nháp ra ngoài. Ta lấy 15.000 trừ 2.000 bằng 13.000. 13.000 đây chính là 13.000 cái cốc còn lại. Sau đó chúng ta lấy tiếp 13.000 cái cốc này chia vào 6 hộp, chia vào các hộp, mỗi hộp có 6 cái cốc. Như vậy cứ chia 6 cái cốc ta sẽ được một hộp. Vậy thì ta lấy 13.000 chia 6 sẽ được là 2.166 và dư 4. Vậy ta trả lời như sau. Số cốc còn lại xếp được vào nhiều nhất là 2.166 hộp và còn thừa 4 cái cốc. Như vậy thầy trò chúng ta đã cùng nhau giải xong bài tập cuối cùng của phiếu bài tập cuối tuần 31. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem. Bấm like để ủng hộ kênh, comment để những ý kiến của mình và đăng ký kênh để xem những video mới nhé. Thân ái chào các em, chúc các em chăm ngoan học giỏi.